Ngỡ ngàng với số tiền quyên góp khủng của chị em năm em. Thưa quý vị, năm em và chị gái nhiều lần chuyển khoản ủng hộ tiền khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong thời gian qua, các tỉnh miền Bắc phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3, tức là bão Yagi. Người dân trong cả nước đều chung tay ủng hộ, kêu gọi quyên góp để khắc phục hậu quả, giúp đỡ đồng bào ở các vùng thiệt hại. Kể từ ngày 9 tháng 9 đến hiện tại thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tục tung ra hàng nghìn những cái trang sao kê để đảm bảo tính minh bạch cho bà con gửi ủng hộ. Mới đây số tiền quyên góp của năm em và chị gái được ghi nhận trong danh sách với nhiều lần chuyển khoản khác nhau, tổng số tiền lên đến 101 triệu đồng. Lần ủng hộ nhiều nhất một lần là 50.000 đồng, 50 triệu đồng thưa quý vị. Trong thời gian qua, nhiều nhân vật nổi tiếng như là MC Trấn Thành, ca sĩ Mỹ Tâm, nghệ sĩ Việt Hương, Hoàng Thùy Linh, Hà Anh Tuấn, vân vân cũng chung tay gửi tiền đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để khắc phục hậu quả của lũ lụt. Riêng về nam em thì gần đây người đẹp không còn hoạt động trong nhiều showbiz nữa. Bên cạnh đó, cô liên tục gặp biến cố trong cuộc sống khiến nam em liên tục đổi chỗ ở. Đồng thời, người đẹp quê Tiền Giang thông báo đã chia tay với bạn trai Bùi Hữu Cường sau một năm đồng hành cùng nhau. Nam em và Bùi Hữu Cường công khai yêu nhau vào tháng 11 năm 2023. Cả hai quen nhau trong một lần người đẹp đi mua đồ ở cửa hàng của bạn trai. Nam em trúng tiếng sét ái tình và quyết theo đuổi người yêu đến cùng. Sau khi hẹn hò, thì nam em để bạn trai trở thành người quản lý đại diện truyền thông. Cái thời mới công khai hẹn hò, Bùi Hữu Cường cũng là người đứng ra bảo đảm trả các khoản nợ cho bạn gái. Thời điểm nam em gặp cái vấn đề về suy kiệt sức khỏe, cô viết trên trang cá nhân rằng là tôi thừa nhận hiện tại tôi không đủ sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất. Nên xin phép thời điểm này tôi không có like chốt đơn nữa. Người bảo hộ cho tôi là Bùi Hữu Cường. Xin phép hãy gọi cho anh ấy về vấn đề nợ nần. Xin cảm ơn. Bất ngờ với cái kết quả sao kê tiền ủng hộ đồng bào mưa lũ của năm em. Nam em từng chia sẻ muốn chuyển thêm tiền đến Quỹ Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ vùng lũ. Trong ngày 14 tháng 9 vừa qua, nam em đã chuyển 10 triệu vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ bà con gặp khó khăn ở vùng lũ. Cô từng chia sẻ sẽ đóng góp thêm tiền trong khả năng của bản thân. Và cho đến buổi trưa ngày 17 tháng 9, phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công bố thêm danh sách thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank. Khi khán giả kiểm tra về số tiền thực nam em quyên góp, không ít người bất ngờ vì cô không chỉ chuyển 10 triệu đồng mà còn gửi thêm 9 triệu ngay sau đó. Trước đó một ngày, người đẹp còn bối rối khi gần như là không ai thắc mắc về cái kết quả sao kê tiền từ thiện của cô nàng. Cô ấy nói rằng là không thấy ai check va cho em hết, buồn ghê, hay uy tín quá nên không ai thèm check. Trong thời điểm gửi 10 triệu đến Quỹ Mặt trận Tổ quốc thì nam em chia sẻ cô cảm thấy có lỗi vì không thể thực hiện việc này sớm hơn. Cô cho biết do bản thân đang gặp một số trục trặc chuyện giấy tờ cá nhân. Người đẹp tâm sự rằng là em còn 40 triệu nữa mà mới biết tin chuyển nhiều một lần là phải nhận danh căn cước, mà căn cước em còn chưa kịp làm lại. Nhiều khán giả cho rằng vì nam em chưa thể chuyển cùng một lúc số tiền lớn nên cô mới chia số tiền ra để chuyển khoản theo từng đợt một. Thời gian gần đây thì nam em có nhiều sự thay đổi tích cực, sau ồn ào vạ miệng, người đẹp trở nên khép kín hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư. Vài tháng vừa qua, cô lựa chọn lên thành phố Đà Lạt để sinh sống, chiêm nghiệm về những cái điều đã qua trong cuộc sống riêng tư của mình. Cho đến lúc là sẵn sàng trở lại thì nam em mới chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện cho công việc. Cô bắt đầu đi hát và được khán giả đón nhận tích cực. Trái ngược với cái vẻ bề ngoài ổn định thì nam em vẫn còn đang chống chọi với căn bệnh tâm lý dày vò cô trong những năm qua. Cô đã thừa nhận rằng là đã kiệt sức rồi. Cô nói là họ chỉ nhìn thấy lúc tôi cố gắng và cho tới lúc tôi bất lực nổi quạo lên thì tôi thành người sai. Tôi ước gì gia đình có thể tạm bảo vệ tốt cho tôi,
để tôi không phải vất vả cố gắng chiến đấu với thế giới này đã đủ mệt rồi. Còn vừa phải chiến đấu với bệnh, vừa phải chiến đấu với cả thế giới nữa. Thưa quý vị, có một tờ báo khác cũng đăng rằng là nam em gửi tiền ủng hộ bà con dùng lũ, cảm thấy có lỗi vì sự chậm trễ. Chiều ngày 14 tháng 9, nam em ủng hộ số tiền đến bà con ở vùng lũ thông qua việc gửi 10 triệu đồng đến Quỹ Mặt trận Tổ quốc. Khi hoàn thành giao dịch thì cô công khai hình ảnh giao dịch ở trên tài khoản cá nhân. Theo người đẹp chia sẻ rằng là cô còn muốn quyên góp thêm tiền nhưng vì lý do cá nhân chưa thể thực hiện được ngay ở một thời điểm hiện tại. Cô nói rằng là em còn 40 triệu nữa mà mới biết tin chuyển nhiều một lần là phải định danh căn cước. Mà căn cước em còn chưa kịp làm lại. Thấy có lỗi quá. Chậm có mấy ngày thôi nhưng vẫn cảm thấy có lỗi. Và đây là cái tấm hình chụp đã chuyển tiền 10 triệu đồng. Chuyển tiền thành công. Nam em đã đi hát trở lại sau vài tháng là ở ẩn. Mỗi lần xuất hiện cô đều cảm thấy là cảm giác dễ chịu, bình yên đối với người đối diện. Đáng chú ý là trong một cái buổi biểu diễn đầu tiên của người đẹp, phần lớn đều ở chùa. Cô đã mang tiếng hát, tấm lòng thành để truyền năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam em luôn chăm chỉ làm từ thiện, đến tận nơi để hỏi thăm, động viên những cái hoàn cảnh khó khăn. Ở thời điểm khi kết thúc hành trình đi thi Hoa hậu tại cuộc thi là Miss World Việt Nam 2022, thì cô tuyên bố sử dụng toàn bộ số tiền thưởng làm từ thiện. Cô nói rằng là nam em xin gửi toàn bộ số tiền thưởng đến các em nghèo vùng cao hiếu học. Nam em chỉ xin giữ lại nụ cười của gia đình có 4 lá. Một lần nữa xin cảm ơn cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Bên cạnh đó thì nam em từng gây bất ngờ khi mang vương miện hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 để đi đấu giá thiện nguyện. Người đẹp từng thẳng thắn chia sẻ về cái lý do khiến bản thân đưa ra quyết định này. Vì tôi thấy để vương miện ở nhà thì mình cũng không dùng tới, cho nên là nếu nên giúp được ai thì giúp. Vì ngoài kia còn biết bao nhiêu người khổ. Thưa quý vị, có một bài viết khác nói rằng là cơ hội lớn khi nam em chia tay. Nam em chia tay là thông tin khiến nhiều người bất ngờ. Những ngày qua, câu chuyện nam em chia tay chồng tương lai một lần nữa khiến dân tình xôn xao. Từng vướng không ít ồn ào khi công khai mối quan hệ. Đến lúc chia tay thì cặp đôi một lần nữa chiếm sóng với loạt tình tiết lật mặt đầy kịch tính. Chuyện nam em chia tay có thể không phải là chuyện vui, nhưng người hâm mộ giọng hát của cô lại đang rất ủng hộ. Bởi vì người ta cho rằng là những cái ồn ào nam em gặp phải trong thời gian vừa qua có dấu hiệu bắt nguồn từ mối quan hệ với chồng tương lai. Thế nên khi nam em thông báo chấm dứt mối quan hệ thì fan club của cô cho rằng đây sẽ là cơ hội để người đẹp Tiền Giang có thể tập trung vào nghệ thuật, khôi phục lại sự nghiệp của mình. Và dễ dàng nhận thấy trong thời gian gần đây đó, nam em có sự thay đổi khá tích cực trong những lần xuất hiện trước công chúng. Nam em khiến nhiều người bất ngờ trước nhan sắc xinh đẹp và phong thái điềm đạm khi trình diễn trên sân khấu. Có thể thấy được rằng là nam em gần như là một con người hoàn toàn khác so với những lúc cô mất kiểm soát trên mạng xã hội. Hình ảnh này của nam em lập tức nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ. Bởi khi nam em nghiêm túc, không ai có thể phủ nhận việc cô vẫn rất xinh đẹp, tài năng và có sức hút trên sân khấu. Ngoài ra, nam em cũng cho thấy sự đầu tư khá nghiêm túc của mình vào các sản phẩm âm nhạc. Bên cạnh những bản cover, nam em cũng thử sức với những ca khúc do mình sáng tác. Đây là điều mà hiếm khi cô có thể hiện ra cho khán giả thấy trước đây. Nam em nói rằng là tôi còn viết một đống những bài hát mà chưa có làm nữa. Tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi sẽ làm live show. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm cái live show mà sân khấu ngoài trời tầm chừng 5.000 khán giả. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm thêm gì nữa. Tôi chỉ cần làm thêm live show Love Story No. 3. Sân khấu ngoài trời, tôi đã nghĩ ra một cái sân khấu rất đẹp. Hiện tại đang phấn đấu để thực hiện một cái live show đó thôi là xong. Nghỉ hưu được rồi đó, không cần làm gì nữa, quá đủ rồi. Chia sẻ của nam em cho thấy cô vẫn rất là tâm huyết với âm nhạc, thứ từng giúp cô chiếm được cảm tình lớn từ khán giả. Nhìn lại cái quá khứ, nam em hiếm hoi là người đẹp hát được khán giả công nhận về thực lực khi cầm micro. Thế nên là khi lựa chọn trở lại với âm nhạc,
thì nam em rõ ràng nhìn ra được cái tia sáng hy vọng có thể cứu vãn sự nghiệp của mình sau nhiều ồn ào. Trải qua nhiều tai tiếng, nam em vẫn còn có một cái giọng hát hay và một cái niềm đam mê âm nhạc to lớn còn đó. Với những người hâm mộ thật sự thưa nam em thì màn trở lại của cô là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên những khán giả trung lập hay một bộ phận fan quay lưng gần như mất niềm tin quá nhiều ở nam em sau ngần ấy những ồn ào. Thế nên khi trở lại, nam em bắt buộc phải chấp nhận đối mặt với những cuộc chiến hai chiều từ những người ủng hộ hay là phản đối. Với những ảnh hưởng quá lớn từ loạt ồn ào trước đó, đặc biệt là xoay quanh cái mối quan hệ với chồng tương lai cũ, thì nam em cần phải đi những bước đi thật thận trọng và có chừng mực để hình ảnh của mình trở nên dễ chịu hơn trong mắt khán giả, dần dần lấy lại hào quang sân khấu âm nhạc, nơi mà cô có nhiều tiềm năng để khai thác nhất khi tái xuất. Thưa quý vị, thì qua những cái bài báo vừa qua ở trên cái trang báo South Star đó mà có Võ vừa đọc đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái chuyện mà nam em chia tay bạn trai thì cái chuyện này cũng không phải là một cái chuyện vui, một cái chuyện buồn thưa quý vị, của một người nào đó khi mà chia tay nhau. Và dù gì chúng ta phải công nhận một điều rằng là trong thời gian mà quen với đàn nam em thì Bùi Hữu Cường đã săn sóc cho cô ấy từng ly từng tí rất là nhiều, mà thời điểm đó thì không ai chăm lo cho cô ấy, chỉ có mình Bùi Hữu Cường thôi. Cho nên mình cũng không có coi như là phủ nhận lại những cái công sức mà Bùi Hữu Cường bỏ ra trong thời gian mà chăm lo cho nam em. Còn việc mà Bùi Hữu Cường nhắn tin đòi tiền 1 tỷ gì đó thì cái chuyện đó là không biết là cái ẩn ý trong bên trong là như thế nào, đòi tiền thiệt hay đòi tiền giả hay là như thế nào đó thì mình cũng chưa nắm, bởi vì chúng ta là không phải là người trong cuộc. Tuy nhiên thì cái chuyện chia tay á, là cái chuyện mà cũng là đáng buồn. Nhưng mà một cái quan trọng hơn nữa đó là chúng ta cũng mong rằng là nam em sẽ mạnh mẽ hơn khi mà còn lại một mình, và cô ấy sẽ sớm quay trở lại với lại cái âm nhạc của mình. Và thời điểm hiện tại bây giờ đó, chúng ta đọc qua tờ báo, những cái người mà họ viết báo đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là họ đã có bắt đầu cái cảm tình đối với nam em. Những cái bài báo mà trước đây giống như là chỉ trích, chê bai hoặc là châm biếm hoặc là có những lời lẽ mà cái như không hay đối với nam em á, thì bây giờ đã hết rồi, không còn nữa thưa quý vị. Đó là một tín hiệu cũng khá là đáng mừng đối với nam em trong thời điểm này. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng là cầu mong là hoặc là chúc cho nam em luôn luôn mạnh mẽ và sức khỏe ổn định để tiếp tục là cống hiến những tác phẩm hay, những cái bài hát là tuyệt vời đến với khán giả, những người mà ủng hộ thương mến nam em trong thời gian vừa qua. Đó là những cái gì mà Quốc Võ muốn nói ngày hôm nay. Và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày mới thật là thân tâm an lạc, tràn đầy những niềm vui và hy vọng của cuộc sống. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một cái clip coi như là tuyệt vời, một cái clip coi như là khuyến mãi về những sản phẩm Đông trùng hạ thảo, Fucodan và trà Isetama. Hôm nay chắc chắn sẽ có một đợt khuyến mãi tuyệt vời trong ngày hôm nay cho quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nha. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị thân mến. Hôm nay Quốc Võ rất là vui ngồi đây để pha một cái bình trà. Mời tất cả mọi người ha. Đố quý vị biết rằng đây là trà gì đây? Thưa quý vị, đây là một loại trà của Nhật Bản sản xuất gọi là Ashitaba. Thì thưa quý vị, cái gói nó như thế này nè. Đây, cái gói rất là đẹp không? Được làm rất tỉ mỉ. Và đây là một loại trà uống vào để cho chúng ta giảm mỡ trong máu, tức là giảm cholesterol, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, giúp ngủ ngon và quân bình lượng đường huyết thưa quý vị. Đó. Thì những nhà khoa học gia đó họ nghiên cứu người Nhật Bản đó tại một cái vùng đảo này nè, rất là hay luôn. Bởi vì những người ở đây họ sống rất là lâu. Những người họ sống coi như trung bình là 90 tuổi và có người họ sống trên 100 tuổi và họ rất khỏe mạnh, không biết bệnh tật là cái gì hết đó. Cho nên những nhà khoa học họ mới nghiên cứu họ thì ra là những người ở đây họ uống một cái loại lá cây. Cái lá cây này gọi là lá cây Ashitaba, họ đem lá cây về họ phơi khô rồi họ xắt thành nước họ uống. Họ uống vào rất là khỏe. Bởi vậy cho nên những khoa học gia họ mới nghiên cứu và họ chế ra cái loại trà này, thưa quý vị, từ loại lá cây Ashitaba này, và đặt tên là Ashitaba. Đó. Trước hết quý vị cùng Quốc Võ mình thưởng thức nha. Thưởng thức một lần trà này. Wow. Ngon quá, thơm thơm ngon quý vị. Thì đây là cái hộp trà Ashitaba. Đó, tuyệt vời không? Cái hộp trà này họ làm rất là đẹp luôn. Cái bìa cứng thưa quý vị, bìa cứng nè. Bây giờ mình mở ra ha, mình mở ra ra như thế này nè. Mở hộp ra một cái đó, trong đây mình thấy là có tổng cộng là 6 ngăn tất cả nha, 6 ngăn. Mỗi ngăn chứa 10 gói, mỗi ngăn chứa 10 gói như thế này nè. Là tổng cộng là 60 gói.
Hộp trà này bây giờ nó có một cái giá rất đặc biệt thưa quý vị. Chỉ có 65 đô la cho hộp này thôi quý vị. Quá rẻ. Mỗi hộp 65 đô la thôi. Nhưng mà đặc biệt trong ngày hôm nay, nếu quý vị nào đang coi cái clip này đó, thì quý vị sẽ được khuyến mãi, đặc biệt là mua 4 hộp được tặng 1 hộp. Đã chưa? Mua 4 hộp trà Acetaba được tặng 1 hộp trà Acetaba. Đó. Mỗi hộp chỉ có là 65 đô la thôi. Hộp này có tổng cộng là 60 gói. Mỗi ngày chúng ta pha đó là chúng ta lấy cái bình trà như thế này. Chúng ta bỏ một gói trà vào và chúng ta uống, mỗi lần chúng ta đổ khoảng chừng 2/3 nước thôi thì chúng ta có thể uống được 2 lần nước như thế này quý vị. Sáng uống một lần, chiều uống một lần, hoặc là uống cả ngày luôn cũng được nữa. Quốc võ ngày xưa quý vị biết rằng là cholesterol nó cao là tới 365, rất là cao luôn. Bây giờ chỉ còn có bao nhiêu? Hơn 100 thôi quý vị. Rất tuyệt vời luôn, mới khám tổng quát lại. Thử máu xuống còn có 100 mấy à, có 100 hình như là 130 mấy 40 à. Nó rất là xuống rất là nhiều thưa quý vị, rất quá tuyệt vời luôn. Và mình làm việc rất nhiều luôn. Mỗi ngày như vậy đó có vợ ngủ chỉ có 5 6 tiếng thôi, nhưng mà ngủ rất là ngon, ngủ rất ngon. Cho nên khi mình thức dậy mình cảm thấy năng lượng mình nó dồi dào. Đó, mình làm việc mình không biết mệt, thoải mái, mình có thể là nói chuyện với khán giả, mình làm talk show, mình làm về nhạc, mình làm về phim, mình làm tất cả mọi thứ mà cảm thấy rất là thoải mái, không biết mệt là cái gì cả. Nhờ uống trà này thưa quý vị. Đó, cho nên đó là lý do tại sao Quốc Quảng muốn chia sẻ loại trà này cho mọi người đó, nhất là những sản phẩm từ Nhật Bản hoặc là những sản phẩm từ Mỹ làm sản xuất, cho nên mình cảm thấy rất là yên tâm khi mình uống những loại trà này đó. Quý vị hãy mau mau mình đặt hàng, điện cho Quốc Võ bằng số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Hoặc quý vị nào đang ở Việt Nam hoặc là quý vị nào đang ở nước ngoài thì quý vị hãy add cái Zalo. Đó, tức là mình liên lạc qua Zalo, mình nhắn tin hoặc là mình điện thoại, nhắn tin là cộng 1 714 247 9474, mình đọc lại là cộng 1 714 247 9474, để mà liên hệ mà đặt hàng càng sớm càng tốt thưa quý vị, bởi vì sản phẩm nó có giới hạn thôi. Đó, bây giờ đó thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm thứ hai nữa. Mình chỉ có 3 sản phẩm thôi quý vị, mà sản phẩm nào mình cũng đã dùng qua và mình cảm thấy rất là tốt luôn, cho nên muốn chia sẻ cho mọi người. Sản phẩm thứ hai là đông trùng hạ thảo tinh chất từ Bhutan nhưng được sản xuất 100% tại Mỹ, tức là made in USA. À, quý vị thấy cái hộp không? Cái hộp họ làm rất đẹp luôn, mở nắp hộp ra một cái thấy bên trong kia có một cái chai đông trùng thưa quý vị, cái chai này. Cái chai này quý vị, họ design rất đẹp luôn, mẫu mã tại Mỹ làm nha. Được FDA chứng nhận đàng hoàng. Thì thưa quý vị, cái hộp này đó là có 90 viên tất cả, mỗi ngày chúng ta uống 2 viên. Công dụng của nó là ngăn ngừa ung thư rất tuyệt vời, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ cho cái việc điều trị ung thư, hỗ trợ cho cái việc điều trị hóa trị và xạ trị, giúp cho chúng ta là giảm tối đa cái mỡ trong máu, giảm tiểu đêm, tiểu nhắt, bổ thận, bổ gan, bổ phổi, đó, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, đứng lên ngồi xuống bị đau khớp, mình sẽ giảm cái tối đa thưa quý vị. Đó, mình nói chung là cái đông trùng hạ thảo nó giống như là một cái thần dược thưa quý vị, một loại thần dược gì đó. Cho nên mà nhắc chuyện đông trùng á, hầu như ai biết hết. Tại vì những người mà bây giờ họ lo về sức khỏe họ, sức khỏe là quan trọng nhất quý vị. Chúng ta làm có bao nhiêu tiền đó, cơm áo gạo tiền, nhưng mà chúng ta phải lo tới sức khỏe chúng ta để chúng ta được lâu dài thưa quý vị. Đó, ngoài ra thì quý vị, nó còn rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời. Chút xíu nữa cũng phải chia sẻ cho quý vị về Fucodan. Bây giờ chúng ta nói về cái đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo hiện tại bây giờ đó, ngày xưa nó mắc tiền lắm quý vị. Bây giờ một hộp này nó chỉ có 200 đô la thôi. Chỉ có 200 đô la một hộp này thưa quý vị, 90 viên. Đó, uống một ngày 2 viên. Như vậy là 1 tháng rưỡi là uống hết một hộp này thưa quý vị. 200 đô la cho hộp thôi. Mà nếu như trong ngày hôm nay quý vị nào mà nghe được cái clip này đó, quý vị sẽ có một đợt khuyến mãi tuyệt vời luôn. Chưa bao giờ có luôn. Khuyến mãi nếu mà mua 2 hộp này, quý vị sẽ được tặng free một hộp trà này. Hộp trà này giá trị 65 đô la nha. Nếu quý vị nào mua 2 hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 200 đô, tổng cái này là 400 đô. Quý vị sẽ được tặng free một hộp trà 65 đô la. Ngoài ra, quý vị sẽ được tặng free thêm một chai dầu Tibet nữa. Đây nè. Chai dầu Tibet này đó, thưa quý vị, có cái mùi quế nha. Mỹ sản xuất luôn 100%, nhưng mà nó có cái mùi quế rất là gì thơm dễ chịu. Dầu này là dầu nóng nha, quý vị bị đau nhức bình mẩy, bị nhức đầu, bị sổ mũi, bị coi như là con gì cắn á, quý vị có thể là sức dầu này vô thì nó sẽ hết quý vị. Rất là tuyệt vời luôn. Dầu Tibet
À, chai dầu này đó giá bán lẻ là bao nhiêu? Giá bán lẻ là 15 đô la nha một chai dầu này ha. Nhưng mà trong cái ngày hôm nay đặc biệt, nếu quý vị nào coi cái clip này đó, quý vị sẽ được free chai dầu này luôn. Tức là quý vị chỉ order hai hộp đông trùng thôi, 400 đô, thì quý vị sẽ được free một hộp trà Acetaba và free một chai dầu này nữa. Đồng thời, nếu quý vị nào đang ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam order thì quý vị sẽ được free ship luôn. À, nếu mình ở Mỹ hoặc ở Việt Nam thì mình được free ship luôn. Còn nếu quý vị ở Canada, ở Úc hoặc là ở Đức hoặc là ở nước khác đó thì quý vị phải trả tiền ship, bởi vì tiền ship qua nước đó kia nó rất là nặng. Cho nên quý vị phải trả tiền ship. Còn riêng ai ở Mỹ và Việt Nam thì quý vị sẽ được free ship nha. Hãy mau mau điện thoại cho Quốc ngay. Số điện thoại là 714 247 9474. 714 247 9474 hoặc là add Zalo, số điện thoại là cộng 1 714 247 9474. Cộng 1 714 247 9474 để mà order ngay sản phẩm này. Bởi vì sản phẩm có giới hạn thưa quý vị. Đó. Ngày hôm nay là ngày vui cho nên là có võ là cái như chơi xả vàng tất với mọi người luôn. Đó. Đó, mình xin lỗi là khuyến mãi tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào coi được clip này nói rằng là Quốc Võ, à, tôi đang coi được clip này và tôi thấy ông đang sell quá 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 tuyệt vời đi, thì tôi order ngay hai hộp đông trùng hạ thảo, được free một hộp trà Acetaba và free chai dầu luôn, và còn free ship nữa thưa quý vị, không còn nơi nào bằng luôn, chỉ có Quốc Võ mới có chuyện này thôi đó. Rồi bây giờ sản phẩm cuối cùng là cái gì? Fucodan thưa quý vị. Fucodan là sản phẩm rất tuyệt vời luôn, ngăn ngừa ung thư rất là tuyệt vời. Người ta nói tới Fucodan là người ta nghĩ ngay đến cái vấn đề về ung thư, đúng không ạ? Fucodan này tinh chất từ Nhật ha, tinh chất là từ Nhật thưa quý vị, nhưng mà ở Mỹ sản xuất. Cho nên là mình tin tưởng, mình đang sống tại nước Mỹ thì mình tin tưởng những sản phẩm do Mỹ sản xuất. À, chứ mình không có phải là sản phẩm mà do Trung Quốc sản xuất là này nọ nha. Sản phẩm này là Mỹ sản xuất 100%, made in USA, có FDA chứng nhận đàng hoàng. Đó, Fucodan này giúp cho cái việc là ngăn ngừa ung thư hoặc là hỗ trợ cho việc điều trị, xạ trị, hóa trị. Khi mà chúng ta bị ung thư, chúng ta uống Fucodan này á, là chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái sự tăng trưởng tế bào ung thư. Cho nên là quý vị rất là tuyệt vời, ngày xưa Fucodan mắc tiền vô cùng luôn. Nhưng mà bây giờ quý vị biết không? Một cái chai này 180 viên mà chỉ có 200 đô la thôi quý vị. Sản xuất tại Mỹ đó chứ. Đó. Cái chai này 180 viên mà chỉ có 200 đô la cho một chai thôi quý vị, nó quá rẻ luôn. Fucodan. Riêng ngày hôm nay khi quý vị nào coi cái được clip này, quý vị sẽ được khuyến mãi tuyệt vời luôn, là nếu chúng ta mua hai hộp này, chúng ta sẽ được free một hộp trà Acetaba và được free một chai dầu này. Y chang luôn như là đông trùng hạ thảo quý vị. Hộp này cũng là 200 đô la, hộp này cũng 200 đô la. Khi quý vị nào coi được clip này, quý vị điện thoại tới thì quý vị sẽ được free một cái hộp trà và một chai dầu nếu quý vị order hai hộp đông trùng hạ thảo hoặc là hai hộp Fukuda. Trị giá chỉ có 400 đô la thôi quý vị. Còn quý vị nào mà muốn thì có thể là order một hộp này một hộp nọ cũng được. Ví dụ như hộp này 200, hộp này 200 là 400, thì quý vị cũng được free một hộp trà và một chai dầu này bằng nhau thôi quý vị. Và chỉ trong ngày hôm nay, và coi như là chỉ có là được coi cái clip này. Quý vị nào coi được cái clip này, quý vị sẽ nói là gọi điện thoại tới, nói Quốc Võ tôi mới vừa coi cái clip của ông. Đó, có khuyến mãi là mua hai hộp thì tặng hộp trà và chai dầu đó. Thì ok, bây giờ còn cái đó không? Thì chắc chắn là sẽ còn thưa quý vị. Đó. Cho nên là mọi người phải nhanh 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 tay nha. Những sản phẩm này Quốc Võ coi như là đã dùng qua và thử rồi, coi như là rất tuyệt vời luôn và có FDA chứng nhận đàng hoàng ha. Cho nên mình tin tưởng những sản phẩm của Made in USA của Mỹ sản xuất quý vị. Đó. Mau mau gọi điện thoại 714 247 9474. Nhắc lại là 714 247 9474 hoặc là số Zalo là cộng 1 714 247 9474 nha. Cộng 1 714 247 9474. Mau mau gọi điện thoại cho Quốc Võ để order. Và một lần nữa xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm an lạc nhé. Ok, I love you quý vị nha.